trái tim mất mất lòng lắm, mất lòng lắm. Chị Nguyễn Nam số 2 nè. Chị Nguyễn Nam nè. 9K nè. 9K là cái mã mà 55kg phụ không. Vừa nha chị Ngọc Yến Trần ơi. Hồi trước em mặc cái đồ bơi đó là em 56kg em còn vừa nữa chị, 55kg vừa mà chị xuất ký rồi đúng không? Mã vàng của Phương Anh nè. Phương Anh là 9K nè. Trời ơi cái wifi này nó bị kính hồng 3 tuổi tôi có không? Không có nha An Nhã ơi. Kính có nhiều lắm nhưng mà cái hồng nãy hết rồi nè. Từ từ để có còn không nữa nè. Su kem bà lấy hai nón. Bà lấy hai nón gì? Vàng của Phương Anh rồi nè. Rồi An Nhã số 2 hết rồi. Ok nha. Của bà mỗi cái mỗi tiểu tôi lấy cho. Su kem nè. Hai cái nè. Hôm nay còn nè. Tôi lấy cho bà hai cái hai đứa con gái đúng không? Rồi tiếp nha. Mắt kính của bà Kiều Khanh nè. Kiều Khanh. Chị lấy nón hoa, mã hoa đúng không? Chị ơi, chị ghi đúng mã giùm em được không? Trời ơi. Mọi người không ghi đúng mã sao mà em chốt hàng đây, em chốt cho người này là người kia bán vốn em nữa. Mấy chế thông cảm, cực kỳ thông cảm cho em nha, kể cả người quen hết sức thông cảm cho em nha, em rất là công bằng luôn. Nên mấy chế mất hai nón. Rồi ok nha, hai cái nón đầu tiên, một cái hoa, một cái vành là của bà Su Kem nè. Từ từ nha. Nón bé trai là nón gì bạn Hà An ơi? Bạn ghi cái mã dành cho mình với. Cô gái của cô gái đâu rồi? Đây cô gái đây. Cô gái của Bao Gia nè. Bao da nè, trời ơi, 35 ngàn một cái, rẻ lắm mấy chế ơi, mất thiệt luôn á. Cái nón thường mà không có họa tiết gì trên cái nón người ta đã bán cái giá mắc hơn như vậy rồi. Ok chị Phương Anh nha, mắt kính còn kiểu đó, lấy cho tôi thêm một cái nữa nha. Ok nha, ok bà Su Kem, để coi còn thì tôi chừa cho không. Mà mã hoa của Phương Anh, mã hoa nào vậy ta? Bà Phương Anh mã hoa nào, giờ em còn hai cái nè. Em còn ba cái nè, hai cái mã thỏ nè. Hai cái mã thỏ nè mấy chế ơi. Hai cái mã thỏ nè, hai cái mã thỏ, đẹp không? Hai cái mã thỏ nè. Với lại một cái của bé trai là mã gấu nè, mấy chế đi đúng mã giùm em đi. Đi đúng mã giùm em nha mấy chế nha. Rồi. Em đọc là hoa hả? Ủa vậy hả? Xin lỗi chị nha. Giờ em còn hai cái này, chị lấy cái này được không chị Phương Anh ơi? Chị lấy cái này nha, chị lấy cái này ok em để lại cho cái con thỏ này đẹp lắm nè, thấy không? Chị lấy cái này không? Em để lại cho nè. Đâu rồi, tiếp nha. Bây giờ em qua cái khác nha mấy chế nha. Nhiều lá phụ kiện còn nhiều lắm rồi chứ. Còn nón nữa. Nón này của mấy bé lớn nha mấy chế nha. Của mấy bé lớn hoặc là người lớn mình mang cũng được nữa. Cái đầu hơi to không. Cái này của mấy bé lớn luôn nha. Mấy bé mà bự, mấy bé ba mấy bốn mấy ký, 50kg ha. Cái bé lớn đó nha, không phải bé nhỏ đâu nha. Đây. Đây bây giờ em sẽ bán cái nón này cho mấy chế là 45k, 45k, trời ơi quá rẻ luôn mấy chế ơi, 45k đẹp quá nè, 45k nè. 45k nha, ai lấy cho em mã nó, ấy ai lấy cho em mã xanh nha, mã xanh. Có hai cái thôi à. Nè, còn một cái nón nữa rất là đẹp luôn á, bụi dễ sợ luôn nha, 45k luôn, mã sói nha mấy chế ơi, mã sói nha, nó rất là theo nè. Mã sói giùm em nha, dòm cái đường may của nó nè. Mã sói nha, con này mã sói giùm em nha. Rồi. Ok chị Phương Anh nè. 35k cho chị nè, Phương Anh nè. Tí nữa em đang bán hàng mới chế nhắc em khoảng cứ khoảng 20 phút một nửa tiếng thì nhắc em cho chơi mini game nha, tại vì em còn đóng quà tặng đây nè mấy chế ơi. Nhắc em đi em cho chơi mini game nha. Cứ khoảng nửa tiếng là mấy chế cứ nhắc em lần em cho chơi mini game nhé. Lớn có bé gái không bà? Không thấy có rồi. Ở đây còn cái nữa nè mấy chế ơi. Đẹp nè, nó ghi chữ Kagi gì không biết nữa nè, nón xịn nè. Thấy không? Nón xịn nè, thấy chưa? Cái này của bé trai nha. Bé trai nha, mình mang cũng được nữa. Ai da rớt cái gì vậy? Ai lấy cho em mã đỏ nha, mã đỏ cái nón đẹp nè, mã đỏ nha mấy chế ơi, mã đỏ. Từ từ tôi còn đóng nón cho mà